Đây là bàn phím iPad của Apple giá 4 triệu nhưng không đắt bằng con phím này giá 8 triệu. Vì sao nó lại đắt như thế? Tại vì nó có thể làm cho iPad lơ lửng như thế này. Cách dùng vô cùng đơn giản, gắn bàn phím vào là xong. Hút cực mạnh, không lo bị rơi. Mạnh cái tay lên, sợ à? Dễ đẩy thế nào? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Anh em biết vì sao nó có thể gắn được chặt như thế không? Nam châm ở đây nữa, toàn là nam châm. Không cần chuột Bluetooth, cắm vào, có trackpad dùng như MacBook. Đấy, nó chỉ có một vài thay đổi thế thôi mà, 8 triệu.